khi mà anh em phải đối đầu với những cái vị tướng xạ thủ bên phía team bạn hoặc vị tướng đam ấy, thì Edit khi mà có được cho mình đó là cái level 4 thì cái vị tướng này hoàn toàn có thể có được những cái tình huống gọi là đứng lại solo 1v1 luôn, không phải ngại bố con thằng nào cả. Và chúng ta rất nhiều sát tướng đây, nhìn xuống dính thích bắt ăn mỡ đúng không, lưu 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 kinh đấy, rồi mới chỉ đi Norik bắt nạt mỡ thật này, hất tung làm choáng hai lần, chuyển thành dạng của đó là Edit rồi ra thương cái lồng nách luôn. Ai bảo với ông là tôi chạy đi ông, sổi ôi. Anh em cứ hiểu đơn giản là khi mà cái con Edit này hóa thành cái dạng chiêu cuối thì toàn bộ điểm giáp bổ sung và kháng phép bổ sung của con Edit này nó sẽ quy đổi hết thành 2,5 sức mạnh phép thuật. Anh em hiểu không ạ? Đó, và ở đây này, như anh em có thể nhìn thấy, có được cho mình đó là cái mạng hạ gục của Layla tràn ra thương rồi, và là quá nhiều. Và ở đây là gì xuống xín rồi, và như vậy là hai bạn xạ thủ bên team bạn thì nói thật với anh em là cho Edit xin cái tuổi. I am the priestess of primal lightning, the hunter of all the evil gods. Ayo, 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 what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mùa Agents ở channel của Tô Mỡ. Đây mà cùng đến với gameplay mà Mỡ làm về Edit cho đến thời điểm hiện tại thì Mỡ mới sắp xếp và Mỡ làm được ở trong cái trang phục thủ vệ thiên, với cái trang phục có thể nói là biến sắc, không, thật ra không phải là biến sắc đâu anh em ạ, mà cái trang phục ở cấp độ cơ bản của cô nàng này, cái trang phục ở cấp độ 269 với một cái ngoại hình mà Edit kèm theo đó là cái con người máy, cái bộ giáp Phylax của ta đã có một chút thay đổi nhẹ, đó là đến từ cái màu gọi là hồng đến từ mái tóc của Edit. Kèm theo đó là cái con này nó cũng được trang trí một cái màu sắc nhẹ đến từ cái ngoại hình của cái con Phylax này. Thì về cơ bản là cái cô nàng Edit ở thời điểm hiện tại đã ra, và đây là một trong những cái con đỡ đòn kiêm xạ thủ, có thể nói rằng là đầu game nó đi support đã khỏe, hiệu ứng khống chế là ổn. Anh em thấy không ạ? Hai cái hất tung đến từ chiêu 1 kèm theo đó là chiêu 2 nếu anh em biết dùng. Và cái con Edit này thì nó chơi, nó có thể nói rằng là cái lượng sát thương mà cái vị tướng này có ở level 4 ý, nó chẳng kém gì bất kỳ một cái con xạ thủ nào cả. Nói thật với anh em là như vậy luôn, cho nên là anh em hoàn toàn có thể sử dụng cái con Edit này để mà đi rừng thì mới nghĩ hơi khó, nhưng mà anh em hoàn toàn có thể sử dụng để mà đi đảo đường như thế này, hoặc là anh em cầm để đi đường offline cũng được. Khi mà anh em phải đối đầu với những cái vị tướng xạ thủ bên phía team bạn hoặc vị tướng đam ấy, thì Edit khi mà có được cho mình đó là cái level 4 thì cái vị tướng này hoàn toàn có thể có được những cái tình huống gọi là đứng lại solo 1v1 luôn, không phải ngại bố con thằng nào cả. Và để Mỡ gọi là thử, gọi là lát nữa có gọi Mỡ sẽ thử xem nha. Rồi, và đây là Mỡ phát hiện ra có đó là cái thành viên team bạn này Franco, anh ta một cái level 2, anh ta bị Mỡ tung đến từ cái kỹ năng hình phạt xứng đáng và sau đó rơi sát thương, nhưng có gì xuống xín ra ném cầu đến từ vị trí của đó là God, tuy nhiên là không làm choáng và khống chế được Mỡ. Và Mỡ có mặt ở đây, ấy thanh niên gì xuống xín này nha, thấy Mỡ gọi là trông có vẻ u ly cục mình bắt nạt Mỡ nha. Ok, được rồi, để Mỡ xem như thế nào. Này thì khi này, ui, một đập đến từ cái chiều một dung chuyển mặt đất đã có thể nói rằng mang đi chúng ta rất nhiều sát thương. À đây, nhìn xuống dính thích bắt ăn mỡ đúng không, lưu 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 kinh đấy, rồi mới chỉ đi Norik bắt nạt mỡ thật này, hất tung làm choáng hai lần, chuyển thành dạng của đó là Edit rồi ra thương cái lồng nách luôn. Ai bảo với ông là tôi chạy đi ông, sổi ôi, chạy là chạy như nào khi mà cái dạng chiêu cuối sức mạnh khởi nguyên của Edit được kích hoạt và lượng sát thương mà Mỡ bắn ra là thốn. Và đây ném ngược đó là God về, nhanh ta chạy tương đối nhanh bởi vì anh ta có cho mình đó là cái tổng hành của Mỡ buộc phải lùi về trong tiếng mưa xong, mà thôi không sao, lấy cho mình đó là cái con rùa trong trận đấu này là thơm rồi. Và cái con rùa này nó đã thay đổi một chút được cái meta mới rồi anh em nhá, đó là cái con rùa này bây giờ khi mà ăn ý thì chúng ta cũng sẽ nhận được một cái lớp giáp ảo, nhưng mà cái lớp giáp ảo này thì mọi người chỉ nhận được một lần thôi. Còn cái ông mà có được, ơi Franco làm gì đấy, tốc biến kéo Mỡ là kinh, nhưng Mỡ còn nhanh tay hơn, Mỡ tốc biến lùi ra, và như vậy là tốc biến đổi tốc biến mà thôi. Ok là thì nhiều anh em có nói về Mỡ rằng là anh Mỡ ơi, cái con này thì nó sẽ chơi như thế nào, tức là kiểu cái lượng trang bị như thế nào và set đồ sẽ là ra sao, thì về cơ bản là cá nhân Mỡ cho rằng đơn giản thôi,
set đồ con này thì mợ sẽ để đề xuất ở góc dưới bên trái. Nhưng anh em nên nhớ rằng set đồ con này là một cái set đồ mà anh em sẽ không cần và không được lên bất kỳ một cái đồ đam nào cả. Anh em đừng thấy cái tăng lên xạ thủ thì anh em sẽ quan tâm đến cái việc gọi là xạ thủ thì phải lên đồ đam hoặc lên đồ tốc đánh không. Cái con Edit này anh em lên càng cứng ý, thì đam nó càng to và tốc đánh nó càng nhanh. Bởi vì tốc đánh là đến từ cái nội tại con Edit này và đam của nó to là cũng đến từ cái chiêu cuối của nó luôn. Thì nếu như mà anh em click vào chiêu cuối anh em sẽ biết. Và đây để mỡ combo lao vào hất tung, kèm theo đó là hất tung hai lần. Đó là vị tướng God, sau đó hóa thành dạng Edit, chói chân God lại và sau đó dồn ra tường. Mỡ ở đây vẫn đang dạng Edit nhưng mà Franku anh ta làm gì đây? Anh ta tưởng anh ta là tanh à, anh ta tấu hài hả? Anh cái con Franku bây giờ ấy, nó đã không còn là một cái con tanh có thể nói rằng là quá cứng nữa rồi. Mà bây giờ cái con Franku đã được sửa lại theo hướng gọi là Franku đam anh em ạ. Đã tấu hài, nay còn tấu hài hơn xưa. Và mạng thứ tư của mỡ ở trong cái trận đấu này. Mạng đào một chút về cái combo của con Edit này nha. Thì con combo của con Edit này ở thời điểm hiện tại nó rất là thú vị anh em ạ. Anh em hoàn toàn có thể combo cơ bản ở đây. Đó chính là anh em lướt đến mục tiêu như thế này này. Ồ, cái phát vừa xong mỡ đáng lẽ ra là hất tung được Yisujin cơ. Nhưng mà nó sử dụng cái chung một mất dấu, cái vị tướng đó nên mỡ không làm gì được. Và ở đây là có Layla đang đứng bị cô lập trong trụ, bị Gusion găm dao vào và bị Tử Long móc thương vào mông. Và thế là Layla cuối cùng cũng cụ đi chân lạnh toát, mông của Layla không còn cái gì cả. Franku ở đây thì về cơ bản là tấu hài thôi. Anh ta cũng di chuyển các thứ các kiểu, mỡ không đánh giá quá cao đến vị tướng Franku này. Và đang làm cái pha nhảy ra đến từ Gusion, kéo là không thành công và mỡ cũng không thể nào áp sát được. À nãy giờ đang nói giờ combo này đúng không? Combo con này mỡ nghĩ là nó sẽ là 2-1 ở dạng gọi là có bộ giáp phai lắc. Và sau khi mà anh em combo 2-1 xong thì anh em hãy ngay lập tức chuyển sang chiêu cuối sức mạnh khởi nguyên. Và cũng là combo 2-1 hoặc combo 1-2, nhưng nhớ rằng cái chiêu thứ hai của cái con Edit ở sức mạnh khởi nguyên ý, tức là ở dạng chiêu cuối, thì nó sẽ có một cái kỹ năng chói chân nữa. Rồi vào đây này sẽ là combo 2-1 này, hóa thằng Edit ở dạng khởi nguyên, chói chân tiếp đó là ngộ công. Và đó anh em thấy không ạ, mẫu mực chưa, ok la chưa. Đấy. Thì về cơ bản cái con phái lắc này nó còn có một cái combo khác. Đấy là cái combo nâng cao tốc biến. Thì combo tốc biến theo cái kiểu mỡ biết trận đấu này mỡ có cội mỡ làm không, thì sẽ tốc biến theo kiểu gọi là anh em dùng chiêu 1. Trong lúc mà chiêu 1 đang gọi là được gồng thi triển thì anh em ngay lập tức tốc biến. Thì nó sẽ tốc biến đến cái chỗ mà cái con Edit này nó muốn. Và nó cũng sẽ gọi là làm choáng ở cái phạm vi mới luôn. Đấy, anh em hiểu không ạ? Đó, cho nên là cái con Edit này thì có thể, đây mỡ sẽ chia sẻ lại combo cơ bản của nó nha, là 2-1-3 xong lại 2-1 đánh thường. Đấy anh em hiểu không ạ? 2-1-3 xong rồi đánh thường 2-1 hay là cái gì đó cũng được. Tức là khi mà anh em nên nhớ rằng ở dạng sức mạnh khởi nguyên ý, thì con Edit này càng nhiều đồ tanh nó càng khỏe và nó càng trâu. Thì hẹn cố gắng đánh thường nhiều một chút xíu vào đây này. 2-1 này hóa thành 3 này anh em thấy không ạ? Và ơi cái gì vậy? Sao nhiên nói đó thanh niên Franku cắn mình. Ồ, Franku này có vẻ như là biết chơi và combo tương đối mượt khiến cho mỡ đã phải lên bàn điểm số trong cái tuần này. Mượt kỳ này. Ok rồi, tôi biết là ông ấy đánh hay rồi, đường dưới này để mỡ xem Layla Trang có lên cao không nha. Ở thời điểm hiện tại phút thứ 7 rồi, team bạn đang có những cái màn đáp trả tương đối gắt đến từ vị trí của Franku. Frank kéo thả ok rồi, đường giữa là có God. Để mỡ sẽ làm combo bằng cách gọi là làm thực hành luôn cho anh em xem nha, chứ đôi khi kiểu mình nói trực tiếp như vậy thì có lẽ rằng sợ anh em không hiểu. Và ở đây này mỡ sử dụng cái đôi đường ở đôi giày ẩn thân, nhưng mà ôi mỡ không áp sát được cái con God này. Nhưng mà ở đây có Tử Long Tòng Lư, anh ta móc thương vào mông của God và sau đó anh ta sẽ hạ gục được God Trang. Câu trả lời ở đây là chính xác là như vậy rồi. Và phía bên này là Yi Sanji, anh ta đang lùi về. Ở đây là mỡ thấy có Franku còn thấp máu và mỡ lao đến lướt. Ui tốc biến đến từ Franku nhưng anh ta làm mỡ hơi giật mình, sụ chiêu một và bật chiêu cuối lên. Tuy nhiên là Franku anh ta chạy được, nhưng liệu rằng khỉ có chạy được không? Câu trả lời ở đây là thôi, khỉ lại đi chết thay cho Franku anh em ạ. Một cái con đầu sẽ đi chết thay cho đó, một cái con tanker nghe chừng là hơi cao thượng, nhưng điều đó cho thấy được cái sự hơi cù bắp và vô dụng đến từ vị trí của Franku. Cái vị tướng đỡ đòn này thì cá nhân mỡ cho rằng là mỡ không rõ tại sao Mutu lại sửa được như vậy. Có lẽ rằng là một cái gì đó nó chôn, hoặc đây là ý đồ của Mutu khi muốn đưa Franku trở về làm cái vị tướng. Nó không phải là tanh thuần nữa anh em ạ, nó sẽ là dạng một cái dạng hỗ trợ kiêm đấu sĩ. Thì bây giờ mà Mutu mà đưa cái con Franku này về tanh thuần thì cái lối chơi của nó lại không ổn, anh em hiểu không ạ? Mà đưa cái con Franku này về dạng gọi là hỗ trợ ấy, thì nó phải tăng thêm cái gì đó. Thì tăng đam nghe chừng đang làm cái giải pháp hợp lý cho Franku. Thì cá nhân mỡ mới có nhìn ra được là như vậy mà thôi. Và đây sẽ là đang là giao tranh này, mỡ hóa thành chiêu cuối dạng Edit này, dù sát thương vào đó là nhìn xuống xin nghĩ là mỡ không có đam á hả? Bạn lại bé cái nhầm rồi. Ui mỡ lại chấp được cả ulti của Layla luôn nè.
mạng thứ 6 của mỡ ở trong cái trận đấu này. Và anh em nhớ rằng là cái chiêu cuối của con Edit này thì nó sẽ chỉ có tác dụng trong khoảng độ tầm 8 giây mà thôi. Cho nên anh em hãy cố gắng gọi là trong vòng 8 giây đó hãy sử dụng cái ulti này thật gọi là tối hóa cái thời gian nó nhất có thể. Và khi mà anh em hóa thì anh em hãy cố gắng ưu tiên gây sát thương nha. Bởi vì như mọi người chia sẻ với anh em, cái con Edit này cái lượng trang bị thủ mà anh em lên càng nhiều thì cái lượng sát thương sức mạnh theo thuật của nó càng lớn. Anh em cứ hiểu đơn giản là khi mà cái con Edit này hóa thành cái dạng chiêu cuối thì toàn bộ điểm giáp bổ sung và kháng phép bổ sung của con Edit này nó sẽ quy đổi hết thành 2,5 sức mạnh phép thuật. Anh em hiểu không ạ? Đó, và ở đây này, như anh em có thể nhìn thấy, có được cho mình đó là cái mạng hạ gục của Layla tràn sát thương rồi, và là quá nhiều, và ở đây là gì xuống xín rồi. Và như vậy là hai bạn xạ thủ bên team bạn thì nói thật với anh em là cho Edit xin cái tuổi mỡ ở đây là cân đôi luôn. Và Layla Chan và Yu Su Shin đã phải lên bàn điều số mạng thứ 8. Và ấy cái gì vậy? Trời ơi, bị kéo. Ui, tia năng lượng huyền bí. Thôi tầm này chịu anh em ạ. Cái góc vừa xong mà bị kéo thì thôi đúng lú luôn. Mỡ phải lên bàn điểm số mất rồi. Ở phòng cũ rồi, anh ta làm gì đấy? Anh ta làm cho con bo gì đấy? Ui dồi ôi, cồng kềnh. Văn thị cồng kềnh đến từ vị trí của Frank Cu. Và thế là lên bảng điểm số luôn rồi. Trận đấu này thì về cơ bản là mỡ đang thấy cái thế trận này nó đang tương đối giằng co nha. Như mọi người có chia sẻ với anh em đúng không ạ? Bây giờ đối với cái con Edit này thì cái lượng trang bị mà anh em lên chủ đạo toàn giáp là được. Và ở đây là có Layla, cô ta tốc biến như tốc biến vào bụi. Frank Cu định làm gì mỡ này? Ôi, ở đây là God sai lầm lớn nha, mà God vào trong cuộc đời rồi đấy. Frank Cu làm gì đây? Lô, đam thì không có này, chống chịu thì cũng không này. Triple kill đến từ vị trí của mỡ luôn này. Mạng thứ 11 mà mỡ có luôn này. Bá đạo chứ anh em. Cá nhân mỡ cho rằng là cái con Edit ở thời điểm hiện tại vẫn đang là một trong những cái vị tướng có thể nói được có được một cái sự ra mắt tương đối thành công ở trong cái thời gian ở trong số những cái vị tướng được cho ra mắt ở giai đoạn đầu game. Bởi ở trong giai được ra mắt trong game, mỡ hơi nói nhầm từ một chút xíu, bởi vì mỡ đang vừa nói vừa nghĩ đến Aulus. Aulus là một trong những cái vị tướng đấu sĩ mà có thể nói là cũng được ra mắt, có thể nói là không hề thua kém những cái vị tướng khác. Thậm chí là Aulus còn được ra mắt dựa trên một cái phiên bản của một cái trang bị nó tên là cái bách chiến diêu cơ. Đó, nhưng mà về cơ bản là Aulus ở thời điểm hiện tại đang rất là yếu và cúi bắp ở meta hiện tại mùa giải thứ 23. Còn bản thân Edit, mặc dù đây là một cái vị tướng mà nếu anh em tham dự cái M3 Pass ấy, thì anh em có thể nhận được cái vị tướng này mà không cần phải bỏ tiền ra mua. Và thậm chí cái skin thủ vệ thiên giới của Edit này anh em cũng có thể mua với giá là 50 kim cương luôn, có mỗi 10-20 nghìn, rất là rẻ. Nhưng ở thời điểm hiện tại Edit đang làm cái vị tướng rất là mạnh. Đây là một cái con có thể nói rằng là một cái con đam phụ, nó vừa là tanh vừa là đam phụ bên cạnh những cái con hyper chính, anh em hiểu không ạ? Bởi vì là nó có sự cứng cáp của tanker, nó có lượng sát thương, anh em nhìn này, 2-1 này, anh em thấy không ạ? Nó có sự cứng cáp của tanker, nó có lượng sát thương đến từ cái chiêu cuối, thì nói thật với anh em là cái con này cực kỳ bá luôn. Và đây này, mỡ dồn sát thương này đuổi cho team bạn về tụt cái lông nách, bắn một cái trong cô anh ta còn gần hấp máu, nhưng thôi không sao, quay ngược trở lại lấy đi cho mình đó là cái trụ đường giữa này nha, anh em thấy không ạ? Thì còn Edit này thì cá nhân mỡ đang đánh giá là nó tương đối hoàn hảo thời điểm hiện tại, tương đối hoàn hảo thời điểm hiện tại và anh em có thể chơi được. Mà tuy nhiên thì về cơ bản Edit vẫn đang là tanh, anh em hiểu không? Cho nên ý là nếu như mà team của anh em nó quá nặng và team của anh em đâu đó nó hơi quăng game thì Edit vẫn tương đối khó gánh. Bởi vì nên nhớ rằng Edit nó làm cái chất tướng dạng tanh lai với cả xạ thủ. Cho nên nếu như mà chúng ta so sánh Edit với cả một cái con xạ thủ thuần ý, thì nó sẽ đuối. Bởi vì cái thời gian làm xạ thủ của Edit ý, nó chỉ có 8 giây đến từ cái chiêu cuối mà thôi. Còn đa phần cái khoảng thời gian còn lại thì cái vị tướng này sẽ hóa thành tanh, anh em hiểu không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta giao tranh ở giai đoạn cuối game mà chúng ta hóa thành xạ thủ ý, thì team của chúng ta sẽ thiếu tanh, đúng không anh em? Còn nếu như mà chúng ta coi Edit là một cái con xạ thủ chính ý, thì chúng ta sẽ mất đi một cái con tanh thuần. Đó, và ngược lại là nếu như mà chúng ta nghĩ con Edit là một cái con tanh thì chúng ta sẽ lại không có xạ thủ. Cho nên là mỡ nghĩ rằng khi mà anh em pick Edit trong đội hình ý, thì anh em vẫn nên pick một cái chất tướng gọi là xạ thủ hoặc một cái chất tướng dồn đam đánh xa. Với giai đoạn cuối game nó sẽ là ổn áp hơn. Và Edit ở thời điểm hiện tại thì cá nhân mỡ cho rằng là nên đi đường hỗ trợ giống như mỡ đang chơi. Còn đi rừng thì này nọ lọ chai thì mỡ xin khiếu rồi. Và đây là tốc biến hất tung là đẹp đến từ vị trí của Jin Sang-sin. Mỡ đổi mạng với Jin Sin chưa kịp dụng chiêu cuối, nhưng nên nhớ rằng team bạn mất đi đam chính. Và Tử Long thì anh ta đang muốn anh ta hạ gục được Layla, anh ta hạ gục điên ngộ không, và chỉ còn mỗi Frank Cu gọi là cùi bắp đang chạy về, và anh em thấy không ạ? Con Frank Cu nó sử dụng combo lên hết mỡ rồi. Cho nên là những cái nguồn đam khác của mỡ, anh mỡ xin được nhắc lại với anh em là những cái nguồn đam khác của mỡ là Tử Long, là Gilgen và Hurley, là cái con Frank Cu này không làm gì được cả. Và đó chính là
cái nhược điểm đến từ con Franku ở một cái trận đấu mà con Franku muốn chơi ấy, mọi nghĩ rằng cũng chỉ có một cái lý do duy nhất con Franku chơi được thôi, là team nó phải có một con tank khác thì nó mới chơi được. Chứ Franku bây giờ cứ đứng đằng sau bên lưng anh chàng Franku trận này chơi về cơ bản tương đối hay đấy anh em ạ, nhưng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Trận này thì đã kéo dài đến phút thứ 16 rồi, và bản thân mỡ cũng đang có được cho mình đó là mạng thứ 11 trong trận đấu này. Mỡ ném ngược Franku lùi về tránh đi làm choáng đến từ vị trí của God, bởi vì con God này bây giờ làm choáng mỡ là mỡ cũng tương đối thốn nha, nó cứ đứng yên nó sấy cái tiên năng lượng biến mà mỡ là mỡ cũng không chịu nổi đấy anh em ạ. Mặc dù là cái lượng trang bị của mỡ tương đối nhiều, và anh em có thể nhìn thấy cái set trang bị của mỡ đúng không ạ, mỡ cầm cái đai lưng thần sấm, cầm cái giáp tàn bạo, cầm cái băng thạch, cầm cái giáp hoàng kim và thêm vào đó là cái giáp bất tử, rất nhiều giáp, và thậm chí là cái set trang bị này mỡ nghĩ đây là cái set trang bị hợp lý. Mỡ có lên cả giày dũng sĩ mỡ chứ mỡ không lên cái trang phục kiếm nữa. Và đây mỡ bắt lẻ dùng đôi giày đào đường ấn thân dí được vào, đó là cái vị tướng God. God đâu rồi, ui mỡ cân ba luôn anh em ạ, hạ gục đi được God và ở đây đuổi cho Layla như con Layla, buộc phải tốc biến chạy về ở đây. Và thế là hết này, hóa thành dạng tanker khi mà giáp bất tử nó hết, và bốn mã gục ở trong cái pha giao tranh vừa xong, một mình mỡ cân ba đam chính team bạn anh em ạ. Và như vậy là trận đấu này khả năng cao mới nghĩ là đến đây nó đã là kết thúc rồi. Khi mà ôi rồi ôi, thanh niên gọi là ngộ không ngộng khô bị ông Tử Long xiên cho tụt lon. Và như vậy là trận đấu đến đây đã là kết thúc rồi. Trên đây là toàn bộ video clip mà cá nhân mỡ muốn chia sẻ với anh em về góc nhìn của mỡ đến từ cái vị tướng Edith mới được cho ra mắt ở trong cái tựa game Mobile Legends này. Đây là một cái vị tướng mà anh em cực kỳ đáng chơi và nên chơi ở thời điểm hiện tại. Và không biết rằng quan điểm của anh em có giống như mỡ không, và nếu có thì đừng quên để lại cho mỡ một like và một đăng ký kênh. Và lại anh em ở trong những cái video clip tiếp theo nha. Peace.